Dạ, em tên là Nguyễn Thị Anh Thư, hiện giờ 36 tuổi. Em làm nhân viên văn phòng chị. Em đang làm việc và sinh sống tại Bình Dương. Em lớn lên tại Gia Lai, thành phố Pleiku. Mình sống ở đó lâu chưa? Dạ, nếu mà tính đến thời điểm mà lúc em tốt nghiệp thì làm ở Bình Dương tới bây giờ là được hơn 11 năm. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Em thì tên là Nguyễn Thành Hòa, năm nay 40 tuổi, quê gốc ở Hưng Yên, đến từ thành phố Tân An, tỉnh Long An. Nghề nghiệp là giáo viên tiểu học. Hiện tại là em đang dạy ở đâu? Em đang dạy học ở huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An ạ. Chà, rồi cũng hơi xa nha. Cũng xa mấy đâu. Bình Dương thì cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 30-40 cây, Thủ Thừa cũng cách 30-40 cây, tổng cộng gần 100 cây. 30-30, anh cộng 6 thôi, anh quốc lên tới 100. Đâu có, 40 mấy đó, tính ra là chỗ anh này tới thành phố Hồ Chí Minh phải 40 mấy cây. Rồi bây giờ vậy bạn trai nói thử coi, giả tỷ như mình quen bạn gái thì bao lâu mình hẹn hò nhau được một lần? Cuối tuần là em gặp à, tại em nghỉ thứ bảy chủ nhật không à. Cái vấn đề đi lại thì không có khó khăn gì em. Đúng rồi. Em đi sai liên tục á. Cuối tuần là cứ rảnh thời gian là xách xe đi chơi, đi tới Phú Quốc, rồi đi từ Long An tới Đà Lạt, đi Nha Trang chơi suốt. Đi xe máy vậy luôn? Đi chơi xe máy đi một mình không à. Quá dữ luôn. Bây giờ Bình Dương là gì đâu? Không có thắng cá gì. Không có cửa gì đúng không? Dạ. Là lên thứ bảy chủ nhật luôn. Đúng rồi. Thứ bảy chủ nhật luôn, nếu mà bạn gái chấp nhận chứa nên em ở luôn suốt. Được không em? Ít nhất là mỗi tuần mình cũng được gặp nhau một lần. Không cần chứa thầy, thầy cứ ở gần đó luôn cũng được. Em có đứa em ở gần Biên Hòa à. Có gì về Biên Hòa mà ghé nói lên thôi. Rồi thôi, vậy là bước đầu. Cả vấn đề đi lại thì cô tư đi em. Hay đi quá vậy, khỏe rồi. Anh có ưu khuyết điểm gì? Cái ưu điểm của em là em thích trẻ con lắm, thích cho con nít lắm. Biết không, tụi học sinh nó ngồi nó viết bài, em ao ước làm sao không? Em bước ao ước làm sao mai mốt em có một đứa con như cái đứa học trò của em á. Vậy là dễ thôi mà. Cha. Có vợ là có con thôi mà. Dạ. Có được không? Được. Sao được? Vậy thầy có khuyết điểm gì không thầy? Cái khuyết điểm của em á là ai mà nói dối cái thứ á, và mà nói cái gì mà không đúng là em nói thẳng luôn, bất cứ cái người đó là ai. Nghĩa là bằng mặt người ta luôn đúng không? Dạ. Cái ưu điểm là em á, em tìm hiểu, em biết về lịch sử địa lý rất là nhiều. Nhưng anh chị ở đây hỏi em bất cứ biển số xe của tỉnh nào, em đọc cho biết nền huyện nào thuộc tỉnh nào, em đọc cho hết. Rồi đọc thử coi nào. Để từ Lạng Sơn tới Cà Mau đi. Rồi. Trời ơi, thử coi nào. Biển số xe anh ơi, biển số xe 11 Lạng Sơn. 12. Anh sẽ biết 11 Cao Bằng. 12 Lạng Sơn. 13 Hà Bắc Cú. Ừ. 14. 14 Quảng Ninh. 15. 15, 16 Hải Phòng. 15 đâu? 15 với cả 16 là Hải Phòng. À, rồi 17. 17 Thái Bình. 18. 18 Nam Định. 19. 19 Phú Thọ. 20. 20 Thái Nguyên. 21. 21 để em bình tĩnh. Để em bình tĩnh thôi. Vậy là được rồi. Rồi từ ha. Đọc từ thành phố Hồ Chí Minh tới Long An thôi, Bình Dương thôi nè. Bình Dương nè. Bình Dương 61. Đúng Long rồi. An 62. Tiền Giang 63. Tiền Giang 63, 64, Vĩnh Long 64. 65 Hậu Giang, 66 Đồng Tháp, 67 An Giang. 65 Khác à. 65 là Cần Thơ. Rồi. 65 Cần Thơ. Rồi, 66 Đồng Tháp, 67 An Giang, 68 Tiền Giang, 69 Cà Mau. 70 Tây Ninh, 74 Cà Mau, Vũng Tàu. Nói chung á là thầy Dĩ Linh là có chung với quan điểm là đọc số xe của các tỉnh. Dạ. Rồi mấy cả em nhìn lá quốc kỳ là em biết 90% em đoán lá quốc kỳ đó thuộc nước nào. Nhìn các tường biết là như thế nào không? Thì các tường rất là xinh đẹp. Quá dữ, quá dữ. Trời ơi, ưu điểm ta dài dài. Rồi, rồi, nhiều rồi. Đó cho biết rồi. Bạn trai là số 1 sao rồi đó. Em, sao em, nãy giờ em cảm thấy thế nào? Thầy này có một cái sở thích cũng giống em á chị. Em cũng thích đi du lịch lắm. Ồ, vậy hả? Dạ. Rồi, mai mốt hai người sẽ cùng đi du lịch với nhau. Dạ. Rồi, ưu điểm quyết định là cái gì? Mình làm lại coi, nãy giờ mình lép vế rồi. Em thấy anh cũng hơi trùng với em tí xíu. Tức là em cũng là một người rất là thẳng tính. Nhưng mà có điều là như anh á thì anh nhận xét trực tiếp người ta. Còn em thì thường em sẽ góp ý rất là tế nhị. Thêm nữa là em là người thích sự sạch sẽ. Không biết anh có thích sạch sẽ không anh? Anh sạch sẽ lắm. Thầy giáo mà không sạch sẽ làm sao gương cho học sinh em. Em thích một người biết thương yêu con người. Thì trong đó anh có nói là anh thích em bé. Em cũng thích em bé luôn. Anh thích bé trai bé gái anh hả? Nói chung là trời cho bé nào thì mình nhận cái đó. Anh... Em cũng thích về lịch sử và địa lý. Thì như anh trình bày thì anh biết khá nhiều về các tỉnh thành. Đặc biệt là biết cái biển số xe. Rồi tự nhiên là quốc kỳ chẳng hạn. Thì cái đó cũng là một trong những cái sở thích của em. Em thấy nó cũng có cái sự trùng khớp ở đây. Cái điều mà em không thích đó chính là giả dối.
Em đây rất ghét nói dối, ai nói dối là bạch mặt liền. Dạ. Ai nói dối là anh nói thẳng luôn á. Trải qua tình trường như thế nào rồi? Dạ, em nghe nhiều người nói là nhiều người thương em, nhiều người thích em lắm, nhưng em không biết, tại vì họ thương thường họ hay giấu hay sao đó. Thì em chỉ biết được là ví dụ như bạn bè thích em thì thông thường hay mượn vở em hoặc là mượn sách của em á, rồi hay viết trong những cái lá thư á, cái đính kèm trong sách, sau khi đó trả lại cho em, nhưng mà không có ký tên, không ghi ra, thành ra em cũng biết ai thích em. Rồi là cuối cùng tới giờ mình có mảnh tình nào chưa? Dạ chưa chị. Trời đất ơi, ba mươi mấy cái xuân xanh rồi, rồi là cũng chưa có nụ hôn nào hết đúng không? Dạ. Thầy sao thầy? Là em có trải qua một cuộc hôn nhân rồi, tụi nói chung là tụi em không có hợp. Em cũng phải lo về gia đình cho ba mẹ khó lắm. Cái hồi đó em phải hàng tháng là em cũng phải gửi tiền về phụ ba mẹ. Thì cô cũng im, cũng không nói gì. Em tưởng là cô cũng đồng ý rồi. Về sống với vợ chồng như kiểu như cô không ấy, không có thoải mái về cái tinh thần về cái tiền bạc. Anh gửi tiền về cho ba mẹ là ba mẹ vui. Dạ. Mối duyên đó được bao lâu? Thì chính thức là được 5 năm, nhưng mà thật ra thì sống chung có 2 năm mà. Có con chưa? Tụi em chưa có con. À, dạ. Mình chia tay được bao lâu, ly dị được bao lâu rồi? Chia tay được 5 năm rồi chị. Em có ngại gì chuyện đó không? À, dạ không chị. Như đàn ông mà họ đổ vỡ một lần thì họ có những cái sự nhìn nhận một cách chín chắn hơn. Với lại là khi mà họ bắt đầu một mối quan hệ mới thì chắc chắn là họ sẽ phải có những cái biện pháp để giữ gìn cái mối quan hệ đó để cho nó đi đến một cái kết quả tốt đẹp và lâu dài. Nghe vậy thì chị cũng yên tâm ha. Em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? À, dạ cao 1m65 trở lên, đừng có quá mập, tại vì em thích người khỏe mạnh thôi. Rồi, được. Dạ, chung thủy, thẳng thắn, với lại là hiếu thảo. Dạ, em không thích bạn nam nổ. Thầy không có nổ, thầy nói sự thật không à? Thì tại vì em nói thật với anh Quỳnh Anh với cả em, tuổi ngựa quá, tuổi ngựa là nói thẳng luôn chứ đúng không rồi. Có giấu được cái thẳng gì hết. Ruột ngựa vậy đó. Dạ, cho nên đó là lý do anh thích du lịch đó phải không anh? Dạ, thích đi du lịch lắm em. Ở một chỗ không có chịu đựng được. Thích đi du lịch là thích cái đi, là nói đi du lịch thích cái đi đi, mà đi là đi giấu về nhà mới nói sau. Tại vậy, tại vì nhiều đi gia đình sợ có sự cái gì xảy ra, nhưng mà em đi là chắc thần phụ trời phù hộ cái gì á, em rất là an toàn, không có bị sao hết, không có bể bánh xe. Em đi từ Đà Lạt mà về Nha Trang mà đi cái đèo Khánh Lê dài 33 cây số đó, mà em mỗi mình em đi cái xe máy xe quay đó, còn mấy người kia người ta cũng đi phượt, mà người ta đi xe phân phối lớn không à. Mà em đi không có bị sao hết. Rồi chúc thầy mai mốt đi trong những chuyến đi phượt của thầy là hai người chứ không còn một mình lẻ loi nữa nha. Dạ. Rồi bây giờ thầy muốn tìm mẫu người bạn gái như thế nào? Nói chung là dễ nhìn là được rồi. Tính cách là nói chung là biết dung hòa mối quan hệ nội ngoại, biết thông cảm chia sẻ. Vấn đề giờ anh còn gửi tiền về cho ba mẹ không? Bây giờ thì ít rồi. Nhưng mà thỉnh thoảng thụ lúc này ba đang sửa nhà nè. Thì có lúc này phụ em gái phụ nhiều lắm, phụ gấp đôi của em á. Mà em á, mấy thằng em trai chỉ có phụ 1/3 cái số đó thôi. Tức là giờ ba đang sửa nhà vẫn gửi về. Vẫn gửi. Rồi chắc là chừng nào mình quen xong chuẩn bị cưới chắc ba sửa nhà xong rồi ha. Dạ. Ba sửa tuần sau là tuần hết tuần này là xong mà. Rồi vậy khỏe rồi. Anh có thầy mới có mấy anh chị em. Dạ em có ba anh chị em thứ hai. Nhưng mà tất cả gia đình đều công chức nhà nước hết. Đầy đủ. Dạ, em giáo viên, thằng thứ hai thằng kế bên á là bộ đội sĩ quan ở quận Tân Bình này nè. Rồi. Đứa em dâu làm bên dầu khí. Quá dữ. Đứa em gái làm bên tư pháp. Quá dữ luôn. Đứa em rể làm công an. Rồi bây giờ anh là anh có nhà cửa gì chưa? Nhà cửa thì có sẵn rồi đó. Có sẵn. Có sẵn qua ba mẹ đó, ba mẹ kêu là mày muốn ở chung thì ở, còn không muốn tự lập ra ngoài cũng được. Ba mẹ cũng không cấm đoán là chuyện làm dâu. Nhưng mà bây giờ nếu mà ra ngoài thì anh có nhà riêng chưa? Em chưa thì em mua thôi, em cũng có dành dụm được miếng. Đủ chưa? Có tiền mua chưa? Thì đất ở Long An thì ven ven thì cũng đủ. Nhưng mà khi mà cất nhà thì nói thiệt là cũng phải nhờ bạn gái cả hai bên cùng hỗ trợ là thêm thôi. Còn đất thì đủ khả năng mua. Đủ mua rồi đúng không? 40 tuổi rồi, anh phải tích cóp cho anh ăn rồi, anh xách xe đi chơi. Không, anh không đi dành tiền mua nhà mua cửa. 40 tuổi anh lấy vợ mà giờ đâu thể nào hay chồng ở nhà trọ được. Dạ. Bây giờ á mà một hồi nữa mà đồng ý ok hết rồi là về phải lập tức gom góp kiếm miếng đất mua đi, rồi từ từ đi làm dành dụm rồi xây cái nhà lên mới đám cưới được chứ. Dạ. Không lẽ bây giờ 40 tuổi về ở nhà trọ? Không, tại vì mấy bạn gái thích ở với ba mẹ thì ở có nhà luôn, có sẵn luôn. Thì nhà rộng lắm, bây giờ mới lên lên gác luôn, rộng rãi lắm. Còn không thì ra ngoài ở. À, bây giờ vậy nè, anh ba mẹ đang ở với ai? Ở một mình không à, không có ai hết. Ba mẹ lớn chưa? Ba mẹ em là hôm nay 65 tuổi rồi. 25 tuổi rồi. Dạ. Bây giờ em hỏi anh nè, anh là bèo hơn bên nhà gái rồi. Bây giờ nè, dạ. Nhà gái bèo hơn. Bây giờ nhà gái nè, 37 tuổi nhưng người ta có nhà riêng rồi. Đã bắt rễ được không?
cái chuyện đó em không thành vấn đề. Cái chuyện em ở dễ hoặc là bạn gái muốn ở đâu thì em ở đó. Được. Em không thành vấn đề. Nhưng mà em chỉ có một cái đi gọi là cái bạn gái biết làm sao, người vợ sau này của mình đã biết dung hòa mối quan hệ giữa các thành viên rồi, trong gia đình. Yên tâm, nhưng giờ có chuyện này quan trọng nữa nè. Dạ. Có vài người lên chương trình bà muốn hẹn hò. Dạ. Ly dị rồi, gãy đổ rồi. Nhưng mà lấy cái gì xác minh? Nhiều khi người ta nói không đúng sự thật. Không, em có giấy tờ chứng minh đàng hoàng, em gửi chương trình mới chấp nhận mới kêu em đi chứ mà. À. Em làm việc cái gì cũng phải đầy đủ. Có quen ai trước khi chia tay với vợ chưa? Không, không có quen ai có hết. Có cô nào theo đuổi không? À. Không có ai đuổi kia. Được rồi. Em thích á. Nhưng mà chưa ai theo đuổi không? Em rồi thích. Hỏi vậy là biết rồi, được rồi. Hôm qua anh gặp bên đàn gái ha. Chào em gái. Dạ em gái chào anh. Thực chất là bên đây vấn đề chỗ là chưa có người nào đó để kềm cái chân con ngựa này lại thôi. Dạ. Ha. Nãy giờ trao đổi thì em thấy có hợp gì với em không? Em thấy về tính cách thì xét một số điểm thì cũng khá là phù hợp với em. Dạ. Dạ anh cho em hỏi thăm là bây giờ nếu như mà em ở Bình Dương, anh ở Long An, vậy anh có ý định là mình chuyển về và sinh sống luôn ở ngay tại Bình Dương không anh? Nếu mà có điều kiện về Bình Dương thì càng tốt, nếu mà thuyên chuyển được. Bây giờ là chắc chắn mà hỏi một câu của thầy chưa có con đúng không? Em đảm bảo mà chưa có con. Hay là có chưa biết? Trời ơi, chưa có anh ơi. Em nói thầy thầy giác rồi sao nói giác trước mọi người được. Ủa? Mà nói nghe nè thầy ơi, mà tại sao lúc đó thầy 5 năm rồi mà thầy chưa có con, hay là thầy có khả năng có con không? Trời ơi, thử nó biết mạnh khỏe nè. Kêu hít đất, em hít đất cho. Em sáng nào ông tập thể dục. Cái chuyện hít đất không quan trọng. Đẻ con không quan trọng, không có liên quan. Hít đất với đẻ con nó khác xa nhau. Có nhiều người hít đất rất là giỏi nhưng đẻ con không được. Cái vấn đề mà vợ chồng cứ trục trặc hoài. Cái tâm lý anh, cái chị với tâm lý nó không thoải mái. Không thoải mái vậy gì? Khi về cái lúc... Em hỏi vợ, cứ hỏi cô á, sao không có con, cô hay là đi khám đi. Cô ấy tức, cô nói chứ, việc gì mà phải khám, mà có bệnh hoạn gì đâu mà cứ kêu khám. Thôi bây giờ một mình anh đi khám đi, là coi anh có khỏe không. Dạ thì có nhu cầu thì em đi khám. Đúng em, rồi. Em làm gì? Ha, bây giờ anh đi khám trước đi nha không, bấm nút là đi khám. Dạ. Rồi về nói với cổ là anh có khả năng có con nè, người ta mới dám cưới với mình. Dạ. Nha. Dạ. Thầy đảm bảo. Đảm bảo 100%. Dạ hứa đi nó là anh sẽ đẻ được. Sao đẻ được? Anh chứ đâu mình đâu phụ. Anh sẽ làm cho em đẻ được. Chứ sao? Phải khẳng định gì cho cổ tin chứ sợ đẻ không được. Năm anh sẽ trợ giúp cho em đẻ được. Anh sẽ trợ giúp cho em đẻ được. Hả? Được. Rồi. Nói chung là thầy rất là thoải mái, thầy rất là... Thiệt tình. Là thật tình đó. À, em có đi với người thân không? À, dạ có, em đi với lại mẹ của bạn em. Với lại là những người bạn, những người em, đồng nghiệp thân thiết của em. À, xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và các bạn có mặt trong trường quay hôm nay. Dạ. Nói chung thì cô thấy anh này hiền lành, thật thà. Ok. Dạ con cảm ơn cô. Hãy chúc con thành công đi. Dạ, con cảm ơn mẹ nhí. À sao cô có cô xúc động quá hả cô? Tại vì chúng nó lớn tuổi hết rồi. À dạ. Mà hôm nay mới đi hẹn hò. Rồi bây giờ thầy giáo đi với ai? Dạ em đi với cô hiệu phó. Chào MC Quyền Linh và Cát Tường và quý vị khán giả trong trường quay. Thì đại diện cho nhà trường thì đi với thầy Hòa thì cũng nói về đôi nét. Thì thầy rất là hiền và dễ thương, thầy rất là yêu trẻ con. Thì cái qua cái chương trình này thì chị mong là em và Thư á thì cứ tiến tới hôn nhân đi. Chị thấy được rồi đó. Dạ. Vậy chấm rồi đó, được rồi đó Hòa ơi. Dạ, cố gắng nha, ủng hộ em. Dạ cảm ơn cô. Nãy giờ tâm sự hơi nhiều rồi ha. Dạ. Ý kiến người thân rồi, bây giờ hai bạn gặp nhau nha. Ồ. Chào em. Dạ chào anh. Không hẹn mà gặp, cảm ơn anh. Em có quyển sách để tặng anh. Rồi, cảm ơn. Dạ, cũng giống như là cái tựa của quyển sách là giao tiếp bằng trái tim. Thì mình cứ cảm nhận như thế nào bằng con tim thì mình cứ thoải mái để có cái cơ hội để đến với nhau. Ừ. Dạ, anh thích cái tựa đề của cái quyển sách này. Dạ. Đó, con người anh chính là đúng cái tựa đề này, anh thích sự thật thà luôn. Dạ. Đậu phộng ở quê Long An á. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Nhà anh ở ngoài Hưng Yên thì còn ai ở ngoài đó không? Ba mẹ đi vô đây hết rồi. Như vậy là giờ là thành dân ở trong miền Nam này thành luôn. Thành dân trong miền Nam 22 năm rồi. Dạ. Anh thích đi du lịch, anh đã đi được những nước nào rồi? Không đi nước thì anh chưa có đi. Ta nói thật với em là anh không biết tiếng Anh. Tiếng Anh giỏi nó không phải biết mà anh tiếng Anh hạn chế lắm. Dạ. Đó.
Còn đi miền Tây này nè, anh đi đủ hết các tỉnh rồi. À, tức là trong Việt Nam là mình đi cũng gần kha khá rồi anh. Cũng kha khá rồi. Dạ. Em thì em cũng có cái sở thích đi du lịch. Nhưng mà em thích đi du lịch bụi á, tức là tự lên kế hoạch và tự đi. Ừ, anh cũng vậy đó. Anh vậy anh là hai, anh đi đó. Hai anh em mình có thể tiết kiệm tiền để đi du lịch được đó. Ờ, được rồi. Cho hai người đi bụi luôn đi. Chắc em thấy anh như nào? Dáng vóc thì cũng được, tại vì em không thích người gọi là gì ta quá mập phải không ạ? À? À, dạ, nhất là chiều cao cũng được. Dạ, em nói quan điểm của em mà không không có ảnh hưởng gì đến ai hết trơn. À, dạ. Không nói gì ai đâu. Thôi buồn thôi. Cho em đọc cái bài thơ đi. Em gửi vô cái bài thơ này. Em có bằng lòng để làm bạn cùng anh, người giáo viên đến từ miền Tây Nam Bộ. Nếu thương anh, xin em bằng lòng nhé. Em gái à, em chấp nhận được không? Lần đầu gặp gỡ coi như một cơ duyên. Anh là người ngày ngày gieo chữ, còn em là cô gái dễ thương dễ mến, một bông hoa rực rỡ giữa đời thường. Bông hoa này em đã tưởng tượng rồi. Dạ. Chắc chắn là rực rỡ. Em có bằng lòng làm bạn của anh chưa? Chúng ta sẽ cùng nhau san sẻ những vui buồn. Nếu một ngày em thấy mình không ổn, gọi cho anh hứa sẽ phi đến liền. Anh sẽ bên em bảo vệ và chở che, để bù đắp những ngày ta không gặp. Câu từ của anh dù là hơi thô thiển, nhưng trái tim anh lại cháy bỏng ngọt ngào. Câu mà anh nhớ nhất là lúc nào không ổn báo cho anh phi đó liền. Dạ, em cũng đang đúng chú ý đến điều đó, tại vì anh tuổi ngựa phóng anh cho nên là thích là phi. Rồi bạn gái mình đáp trả lại liền đi bạn. Tôi yêu em âm thầm không hy vọng, lúc rụt rè khi lạo rực lòng ghen. Tôi yêu em chân thành đầm thắm, mong em được người tình như tôi đã yêu em. Con gái hoặc là phụ nữ thì người ta mong muốn là người ta gặp được người đàn ông thương mình chân thành. Và bây giờ mình cũng đã lớn tuổi rồi, thì thành ra em muốn là tìm kiếm một người mà có cái sự thành ý trong cái việc là tiến tới để xây đắp gia đình. Bây giờ thầy tiến tới, thầy làm gì đó thầy làm tùy thầy. Thì em cho anh vậy. Em có được quyền ngồi không anh? Em cứ ngồi đi. Dạ. Thì cũng như lời bài hát á, tình cây và đất. Anh muốn hy vọng anh là đất, em là cây, sẽ vinh phúc, sẽ chọn cuộc đời này. Dạ. Yeah. Mình mong muốn điều gì? Mình nhận xét cô sao? Cô gái có gương mặt rất là thư, có gương mặt rất là phúc hậu. Dạ. Dạ. Giọng nói rất là ngọt ngào, dễ nghe. Dạ. Nói chung là phù hợp với cái tiêu chuẩn cái bạn gái mà em cần tìm bấy lâu. Rồi, ok, ngồi xuống đây anh. Bấm nút là các bạn trao duyên với nhau, có yêu thương với nhau, có sự rung động với nhau thì chúng ta mới có một cái tương lai tốt đẹp. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng thầy giáo. Nắm tay nhau đi thầy cô ơi. Đó. Mối tình đầu đó chưa hung bao giờ. Hung được không? Không được vậy. Hả? Hung được không? Dạ nè. Được không? Chắc không? Chắc. Rồi bắt đầu đi thầy. Anh xin phép nha. Dạ. Lâu lâu chút. Không sao thầy. Thầy dễ thương lắm á. Rồi đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng, gửi tặng thầy và em. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang Couple TX trên toàn quốc. Máy nước nóng Centaur.